Em kiêm kỹ sư GSC, xin chào cô bác anh chị. Hôm nay em xin chia sẻ những ưu điểm của móng đơn. Một là chi phí thấp. Móng đơn thường có chi phí thấp hơn so với các loại móng khác như móng băng, móng cọc do khối lượng vật liệu và nhân công ít hơn. Hai là thi công nhanh chóng. Do cấu tạo đơn giản, móng đơn dễ thi công và tiết kiệm thời gian. Ba là phù hợp với các công trình nhỏ. Móng đơn thường được sử dụng cho các công trình có tải trọng nhỏ hoặc vừa phải như nhà ở, nhà tạm. Bốn là dễ kiểm soát chất lượng. Do kết cấu đơn giản và dễ thực hiện, quá trình thi công và kiểm soát chất lượng cũng dễ dàng hơn. Để được tư vấn miễn phí về xây nhà trọn gói, hãy gọi cho em theo số điện thoại 094-328-1112. Rất vui được đồng hành cùng mọi người. Trần Kiên GSC, chất lượng tạo niềm tin.